lại dính khủng long các cụ ạ. Đây, con khủng long đây. Đấy, cái quái vật sông Sài Gòn. Ngoài sông nhé. Chỗ này chỗ khác, hôm bữa mình câu chỗ kia có lan can, chỗ này không có lan can. Con này chắc khoảng độ 6 kg, 7 kg. Kéo nhau nó mệt quá các cụ ạ. Rồi, nó nằm ngửa luôn rồi. Để bắt lên đấy các cụ nhá. Đây, chỗ này bước xuống đây này. Bước xuống đây tỏ tay bắt thôi. Nhưng hôm nay không mang vợt, không có gì hết. Con này dài gần mét rồi. Con này phải 90cm rồi.